Trung tâm Thương mại Diamond vừa tổ chức chương trình tri ân khách hàng thân thiết VIP Bạc Ti năm 2016. Năm nay chương trình diễn ra vào lúc 17:30 đến 22:00, khuyến mại hấp dẫn lên đến 50% giá trị sản phẩm. Ra đời từ năm 2000 tại vị trí đắc địa của Thành phố Hồ Chí Minh, trong thời gian qua Diamond đã không ngừng cải tiến và nâng cao chất lượng dịch vụ, đáp ứng sự tin yêu của khách hàng trong và ngoài nước, nhận được nhiều giải thưởng uy tín. Thông qua các chương trình đặc biệt như VIP Bạc Thi, Diamond mong muốn dành tặng các khách hàng thân thiết của mình lời tri ân vì sự tin tưởng, gắn bó lâu dài.